Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 7. Thì trong video trước chúng ta đã hoàn thành xong bài tập của bài số 2, chương 3, bộ sách Cánh Diều, toán 7, tập 1. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bài tập cuối chương 3. Các em quan sát bài số 1. Quan sát hình 11, đây là hình 11 của chúng ta. Hình 12, đây là hình 12. Chọn chữ D đúng, S sai, thích hợp cho dấu hỏi chấm trong bảng sau. Như vậy thì ở hình 11 của chúng ta chính là hình hộp chữ nhật, tức là ở cái cột này các em. Còn hình 12 của chúng ta chính là hình lập phương nằm ở cột bên này. Bây giờ chúng ta quan sát cái hình hộp chữ nhật trước ha, tức là hình 11 trước. Các mặt đều là hình vuông, đúng hay sai? Hình hộp chữ nhật thì các mặt của nó là gì? Là hình chữ nhật, đúng không? Như vậy thì ở đây ý này sai. Tiếp tục, các cạnh bên bằng nhau. Như vậy thì ở hình 11 của chúng ta, cạnh bên là những cái cạnh mà giật xuống này, này các em. Đấy. Đây ha, đây các em quan sát rõ chuột. Đây cái nét đất này đây. Cái thẳng đứng đó các em, cạnh bên là những cái cạnh thẳng đứng này, có bằng nhau hay không? Có, đúng không? Các em tưởng tượng ở trong cái căn phòng hình chữ nhật của mình á, thì có phải là những cái góc mép tường á, từ nối từ ở đâu? Nói từ ở cái mặt đáy bên trên xuống mặt đáy bên dưới, những cái góc tường nha thì nó đều bằng nhau, đúng không? Bốn góc đều bằng nhau. Đấy. Nhớ là cái đường thẳng nối nha, chứ không phải là cái góc nha các em. Đấy. Và những cái đường thẳng mà đi xuống này nè. Một này. Nét đất này, hai này. Ba này. Bốn. Như vậy thì ở đây các cạnh bên bằng nhau. Đúng. Tiếp tục, các cạnh bằng nhau. Mặt của chúng ta là hình chữ nhật. Mặt của chúng ta là hình chữ nhật. Vậy thì ở đây có hai cạnh thì nó sẽ có chiều dài và chiều rộng. Chính vì thế nên không thể nào mà các cạnh bằng nhau được. Vậy thì ý này sẽ là sai. Ý này sai. Rồi, tiếp tục. Sau hình 11 chúng ta đến với hình 12, hình lập phương. Các mặt đều là hình vuông, đúng hay sai? Đúng. Các em tưởng tượng cái khối Rubik của mình cho nó dễ ha. Các mặt đều là hình vuông, đúng. Tương tự, các cạnh bên bằng nhau. Cạnh bên cũng là những cái cạnh mà đi thẳng xuống như thế này nè. Hình vuông thì các cạnh của nó đều bằng nhau rồi các em, đúng không nào? Vậy thì rõ ràng cạnh bên cũng bằng nhau. Như vậy thì đây cũng đúng. Và các cạnh bằng nhau, đúng. Rồi, chúng ta xong bài số 1. Tiếp tục, mình đến với bài số 2. Các em quan sát bài số 2. Cho một hình lăn trụ đứng có độ dài cạnh bên là 10 cm và đáy là tam giác. Đáy là tam giác thì có nghĩa đó là hình lăn trụ đứng tam giác. Và cái hình vẽ mô phỏng, thầy cũng đã vẽ, thầy cũng đã gì? Có ở đây rồi. Ở đây là câu A ha. Như vậy thì có độ dài cạnh bên là 10 cm. 10 cm. Độ dài cạnh bên này chính là gì các em? Chính là chiều cao. Đây là 10. Đơn vị là cm nha, thầy không ghi lại đơn vị. Biết tam giác đó có độ dài các cạnh là 4, 5, 6 cm. Như vậy thì độ dài các cạnh thầy cho đây là 6 này, thầy cho đây là 4 này, mà thầy cho đây là 5. Vì cái độ dài của các cạnh gì? Biết tam giác đó. Tam giác đó là cái mặt đáy này các em. Đúng không? A, B, C này. Rồi, thầy đọc lại nè. Cho một hình lăn trụ đứng có độ dài cạnh bên là 10. Độ dài cạnh bên này chính là chiều cao. Đáy tam giác. Đây, A, phẩy, B, phẩy, C, phẩy đây. Biết tam giác đó có độ dài các cạnh là 4, 5, 6cm. 4, 5, 6. Tính diện tích xung quanh của hình lăn trụ đứng đã cho. Ở đây thì thầy ghi cái công thức tính diện tích xung quanh. Diện tích thì nó ký hiệu là S. S xung quanh sẽ bằng gì? Chu vi đáy nhân với chiều cao. Ở đây chúng ta có đáy là tam giác thì chúng ta tính chu vi bằng cách đó là chúng ta lấy ba cái cạnh này cộng lại với nhau. Sau đó chúng ta nhân cho chiều cao bằng 10. Là nó ra được câu A rồi. Là thầy thực hiện ha. Dạ.
nhìn tất xung quanh của hình lăng trụ lớn đã cho. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ lớn đã cho là gì nào? Chúng ta lấy chu vi đáy, tức là gì? Ba cạnh cộng lại với nhau chính là chu vi, nhân với chiều cao là 10. Chúng ta tính trong ngoặc trước, 4 cộng 5 là 9, 9 cộng 6 là 15, tức là 15 nhân 10 và bằng 150, đơn vị là cm vuông. Rồi, chúng ta thực hiện xong câu A. Tiếp tục đến với câu B. Cho một hình lăng trụ đứng có độ dài cạnh bên là 20 cm và đáy là một hình thang cân. Hình vẽ của thầy đấy các em. Đây là hình B. Ở đây người ta cho cái gì? Một hình lăng trụ đứng có độ dài cạnh bên là 20. Như vậy độ dài cạnh bên là 20 thì có nghĩa là chúng ta có gì các em? Chiều cao là 20, đúng không? Chiều cao 20. Và có đáy là một hình thang cân. Đáy hình thang cân đây, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Tiếp tục. Biết hình thang cân đó có độ dài cạnh bên là 13. Cái này, độ dài này là độ dài cạnh bên của gì? Hình thang cân nha. Tức là người ta đang nói về mặt đáy các em. Độ dài cạnh bên là 13. Và hình thang cân thì có nghĩa là gì? Bên này 13 này. Tức là cái AD, A phẩy, D phẩy là 13. Thì cái B phẩy, C phẩy cũng là 13. Vì nó bằng nhau, hai cạnh bên bằng nhau. Độ dài hai đáy là 8 cm, 18 cm, 8. Độ dài hai đáy là 8. Như vậy thì chỗ này là 18 cm này, đáy nhỏ này sẽ là 8 này. Và gì nữa? Chiều cao là 12 cm. Chiều cao là gì? Chiều cao chính là cái đoạn thẳng mà kẻ từ điểm D phẩy này vuông góc với lại A phẩy, B phẩy. Đây ha. Đây, nó lại vô tình nó trùng với lại cái điểm đó luôn rồi. Nên là chỗ này sẽ là gì? Chiều cao đây các em. Đấy, các em hiểu là gì? Từ cái điểm D phẩy này chúng ta kẻ xuống đây, kẻ xuống tới ngay cái điểm chỗ này. Như vậy thì chúng ta có được cái chiều cao là 12. Cái đoạn này là 12. Rồi thầy nói lại nè. Ở câu B là người ta cho mình một cái hình lăng trụ đứng và có đáy là hình thang cân. Có chiều cao của cái hình lăng trụ đứng nha. Chiều cao của hình lăng trụ đứng là 20, tức là A phẩy là 20. Và cái hình thang cân này á, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy này có cạnh bên là 13. Cạnh bên của nó là 13 thì cái bên này cũng là 13 vì nó bằng nhau. Có được gì? A phẩy, B phẩy, tức là cái đáy của nó là 18, đáy lớn 18, đáy nhỏ 8, chiều cao D phẩy xuống đây là 12. Đấy, thầy thể hiện ở trong này rồi. Ở đề bài yêu cầu đó là chúng ta đi tính gì? Diện tích toàn phần của mặt lăng trụ đứng đã cho. Như vậy thì chúng ta có được cái công thức tính diện tích toàn phần, tức là STP sẽ bằng gì? S xung quanh cộng cho 2 lần S đáy. Muốn tính được diện tích xung quanh thì chúng ta sẽ có được gì? Chu vi đáy nhân với chiều cao thì chúng ta phải đi tính chu vi. Rồi sau đó chúng ta đi tính diện tích đáy mà chúng ta nhân 2 nữa thì đây chính là diện tích toàn phần của cái hình B này. Rồi các em quan sát ha. Đầu tiên thầy đi tính chu vi đáy. Chu vi đáy là chúng ta sẽ lấy các cái độ dài này chúng ta cộng lại với nhau này, 13 này, mình cộng cho 18 này, cộng cho 13 và cộng cho 8. Lấy 13 cộng cho 18 cộng cho 13 và cộng cho 8.
mình cộng lại với nhau, 13 cộng cho 18 là 31 nè, 31 mà cộng cho 13 là 44, 44 cộng cho 8 sẽ là 52. Và chu vi thì nó vẫn là cm. Có được chu vi đáy rồi, có được chiều cao rồi, chúng ta tính được cái diện tích xung quanh, đúng không? Bây giờ chúng ta đi tính diện tích đáy. Diện tích đáy là, vậy thì cái công thức đi tính diện tích của hình thang là gì nào? Chúng ta lấy đáy nhỏ, tức là 8 này, cộng với đáy lớn là 18. Đáy nhỏ cộng với đáy lớn nhân với chiều cao là 12 và chia cho chia 2, đúng không? Nhân với chiều cao và chia 2. Rồi thầy nói là cái diện tích đáy này thì chúng ta sẽ có được gì? Theo công thức thì mình sẽ có được đó là đáy nhỏ này, thầy tô màu đỏ ha. Đấy, cộng với đáy lớn nè, nhân cho gì? Nhân cho chiều cao nè. Rồi sau đó chúng ta chia 2. Đó là cái diện tích đáy của gì? Của hình thang A phẩy, B phẩy, C phẩy và D phẩy, hình thang căn ha. Rồi, và chúng ta tính được chỗ này sẽ là 156. Và diện tích thì nó chính là cm vuông. Rồi, có được chu vi đáy rồi, có được diện tích đáy rồi, chúng ta đi tính diện tích toàn phần của hình lăng trụ là, chúng ta có diện tích xung quanh chắc là sẽ là gì nào? Chu vi đáy của mình là 52 nhân cho chiều cao là 20. Đấy. Thì cái nội dung này chính là gì? Nội dung mà mở ngoặc đóng ngoặc này nè, chính là diện tích xung quanh. Đấy. Chu vi đáy nhân với chiều cao chính là diện tích xung quanh, cộng 2 lần nhân cho S đáy, tức là diện tích đáy. Diện tích đáy là 156, như vậy chúng ta nhân cho 156. Ở đây các em tính thì nó sẽ ra cho mình là bao nhiêu nè. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có được gì? 52 nhân cho 20, tức là chu vi đáy này, cộng với gì? Công thức thầy ghi ở bên trên này nha các em. Diện tích toàn phần sẽ bằng gì? Diện tích xung quanh. Đây chính là diện tích xung quanh của chúng ta đây. Cộng cho 2 nhân cho diện tích đáy, chúng ta tính được 156 bằng 1352. 352 đơn vị là cm vuông. Rồi ok, như vậy thì chúng ta thực hiện xong bài số 2. Tiếp tục mình đến với bài số 3. Rồi các em quan sát bài số 3. Câu A. Một hình lập phương có độ dài cạnh là 3 cm. Tính thể tích của hình lập phương đó. Hình này là hình lập phương. Mà hình lập phương thì các cạnh của nó đều bằng nhau, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có được cái, thầy nhắc lại cái công thức tính diện tích một thể tích một tí. Thể tích này sẽ bằng cái gì? Bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Vậy thì chúng ta có được cái độ dài của cái cạnh hình lập phương là 3 cm rồi, thì chúng ta có tính được diện tích đáy không các em? Được, vì diện tích đáy là hình vuông thì có nghĩa là cạnh nhân cho cạnh, và chiều cao cũng bằng độ dài của cạnh luôn, tức là bằng 3 cm luôn, vì hình lập phương của chúng ta là hình các cạnh của nó đều bằng nhau. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ tính được cái thể tích dễ dàng ở câu A này. Rồi, thể tích của hình lập phương là gì? Nè, mình đi tính diện tích này, diện tích sẽ là cạnh nhân cho cạnh nhân cạnh này, đúng không? Và sau đó mình sẽ làm gì? Nhân cho chiều cao nữa. Thì đây chính là 3 mũ 3 và bằng 27. Đơn vị đó là cm. Cm khối, vì đây là đang tính thể tích. Rồi, tiếp tục
Câu B. Một hình lập phương mới có độ dài cạnh gấp đôi độ dài cạnh của hình lập phương ban đầu. Như vậy thì độ dài của cái hình lập phương ban đầu là 3 và cái độ dài của cạnh hình lập phương mới thì nó sẽ gấp đôi độ dài cạnh lập phương của cái hình lập phương ban đầu. Như vậy thì cái ở hình B này thì cái độ dài cạnh lập phương sẽ là bao nhiêu các em? Độ dài cạnh của hình lập phương là bao nhiêu nào? Sẽ là 2 nhân cho 3 vì nó gấp đôi mà, gấp đôi tức là gì? 6 đúng không? Tức là 2 nhân 3 là 6. Đấy. Rồi, ở đây thầy sẽ đi tính độ dài cạnh của hình lập phương mới. Là gấp đôi, đó là gì? 3 nhân cho 2 sẽ bằng 6, đơn vị là cm. Như vậy thì ở trong câu B này, độ dài cạnh của hình lập phương mới là 6. Rồi, tương tự, tính thể tích của hình lập phương mới. Cho biết thể tích của hình lập phương mới gấp bao nhiêu lần thể tích của hình lập phương ban đầu. Vậy thì ở đây chúng ta có độ dài cạnh là 6 rồi, thì chúng ta cũng áp dụng y chang câu A để chúng ta đi tính thể tích của hình lập phương mới. Thể tích của hình lập phương mới là chúng ta cùng lấy gì nào? Cạnh nhân cho cạnh và nhân cho cạnh sẽ bằng 6 mũ 3 và kết quả sẽ là gì? 6 lần 6 là 36, 36 nhân 6 sẽ là 216, đơn vị là cm khối. Và đề bài có hỏi thêm một câu đó là cho biết thể tích của hình lập phương mới gấp bao nhiêu lần thể tích của hình lập phương ban đầu. Vậy thì chúng ta lấy cái gì? Chúng ta lấy cái thể tích của nó là 216 này, hình lập phương mới này, ta chia cho cái hình lập phương ban đầu là 27 thì chúng ta sẽ xem là gấp bao nhiêu lần. Rồi. Thể tích của hình lập phương mới gấp số lần thể tích hình lập phương ban đầu. Là chúng ta sẽ lấy 216, đó là cái thể tích của hình lập phương mới, ta chia cho thể tích của hình lập phương ban đầu là 27. Như vậy thì ở đây ta sẽ có được đó là gì? 8. Kết quả là 8. Như vậy thì hình lập phương mới gấp 8 lần hình lập phương cũ. Rồi, thì đấy là nội dung của bài số 3. Tiếp tục chúng ta đến với bài số 4. Các em quan sát bài số 4. Hình 34 mô tả một xe chở hai bánh mà thùng chứa của nó có dạng hình lăng trụ đứng tam giác với kích thước cho hình trên. Đây là hình 34 của chúng ta. Và cái thùng chứa này này các em, đấy cái thùng chứa này là cái thùng mà nó sẽ có cái hình dạng đó là gì? Là hình lăng trụ đứng tam giác. Và đề bài có kích thước ở đây rồi. Đây 80 này, cm này. Đây là 60 cm. Đây là 50 cm. Tức là từ cái khoảng cách từ trên cái này nè các em. Hay nói cách khác là chiều cao của cái tam giác mà chúng ta nhìn thấy này. Đấy, là 50 cm. Hỏi thùng xe chở hai bánh có thể tích bằng bao nhiêu? Rồi, ở đây thầy vẽ lại cái tam giác để thầy nói cho các em dễ quan sát cái đã nè. Đây, cái mặt mà tam giác mà chúng ta nhìn thấy đây.
tam giác của chúng ta nhìn thấy. Rồi, ok. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có được cái tam giác này, chính là cái phần này nè các em. Đây các em để ý cái trỏ chuột giùm thầy ha. Đấy, cái phần tam giác mà ở cái mặt bên này nè, mặt mặt trước mặt mà chúng ta đang nhìn thấy chỗ bánh xe á. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có được gì? Chúng ta sẽ có được cái cạnh bên này là 80 cm rồi, thì cái cạnh bên này từ đây đến đây cũng là 80 cm, tức là đây. Đây là 80 cm. Rồi. Từ cái mép này đến đây tức là gì? 50 cm. Hay nói một cách khác đó là đường cao này nè các em. Đấy, đường cao này nè. Từ đây kẻ xuống đây vuông góc. Và cái độ mà cái đoạn thẳng mà màu cam này á, chính là 50 cm. Như vậy thì tam giác của chúng ta biết được gì? Cạnh đáy rồi, chúng ta biết được đường cao rồi, chúng ta có tính được diện tích không? Được ha. Vì mình có được gì? Diện tích tam giác sẽ là gì? 1/2 chiều cao, tức là gì? Chiều cao là h đi ha, nhân cho cạnh đáy. Đấy, chiều cao nhân cho cạnh đáy. Chiều cao của mình là 50 nè, cạnh đáy của mình là 80, mình thay vào mình tính được diện tích. Có được diện tích rồi, chiều cao của cái thùng này là bao nhiêu? Chiều cao là 60. Đây chính là chiều cao của hình lăng trụ đứng. Như vậy thì chúng ta nhân 60 thì chúng ta sẽ tính được thể tích của cái thùng này. Rồi, vậy thì đầu tiên, thùng chứa hình lăng trụ đứng có cạnh bên là 60 cm. Thùng chứa hình lăng trụ đứng tam giác có cạnh bên là 60 cm, cạnh đáy 80 cm và chiều cao ứng với cạnh đáy là 50 cm. Tức là nó giống như cái hình mà thầy vẽ ở bên trên này các. Đây, cạnh đáy là 80 cm này, chiều cao ứng với cạnh đáy là 50 cm. Như vậy thì chúng ta sẽ tính được cái diện tích đáy của hình này. Chúng ta đi tính diện tích đáy. Diện tích đáy hình lăng trụ là mình sẽ có được gì nào? 1/2 chiều cao, tức là gì? Chiều cao tức là 50, nhân cho cạnh đáy tức là 80. Và kết quả ở đây sẽ là 2000 cm vuông. Có được diện tích rồi, chúng ta có được chiều cao. Chiều cao tức là cái cạnh bên này nè các em. Chúng ta có được cái cạnh bên là 60 rồi, thì chúng ta lấy cái diện tích đáy chúng ta nhân với cạnh bên 60 này sẽ ra được thể tích. Thể tích thùng chứa 2 bánh là chúng ta lấy diện tích đáy là gì? 2000 nhân cho cạnh bên là 60 thì sẽ bằng gì? 120.000, đơn vị đó là cm khối.
Mà cm khối chúng ta đổi sang gì? Chúng ta đổi sang lít đúng không? Cái thùng thì bao giờ chúng ta cũng tính bằng bằng lít cả. Như vậy thì mình đổi sang đó là gì? 120 decimet khối. Và 120 decimet khối chính là 120 lít. Từ cm khối chúng ta đổi về decimet khối thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ chia cho 1.000. Đó. Cm lên deci là chia 10, nhưng mà nó có cái mũ 3 này kìa. Mũ 3 tức là chúng ta phải chia thêm 3 số 0, tức là chúng ta chia cho 1.000. Vậy thì nó còn lại đó là gì? 120 decimet khối. Và 120 decimet khối chính là 120 lít. Rồi ok, bài giải của chúng ta bắt đầu từ đây các em ha. Đấy, cái phần bên trên này, cái phần màu cam này là cái phần nháp của thầy. Rồi, chúng ta xong bài số 4. Tiếp tục, mình đến với bài cuối cùng, bài số 5. Rồi, các em quan sát bài số 5. Một ngôi nhà có cấu trúc và kích thước được mô tả như hình 35. Đây là hình 35 của chúng ta. Tính thể tích phần không gian được giới hạn bởi ngôi nhà đó. Như vậy thì ở đây, các kích thước này các em để ý nè. Từ cái mép này đến đây là 6 mét. Từ cái mép này lên đây là 3,5 mét. Cái từ cái ngay cái chỗ nét đất này nè các em, cắt ngang qua ha. Cắt ngang qua và đi lên chỗ cái đỉnh này nè. Thì sẽ là 1,2 mét. Và từ chỗ cái này đi ngang qua bên này sẽ là 15 mét. Đấy là các cái kích thước ở trong cái căn nhà này. Và bây giờ đề bài hướng dẫn đó là gì? Phần không gian của ngôi nhà chúng ta có thể chia làm hai phần. Phần không gian có dạng hình hộp chữ nhật và phần không gian còn lại là một hình lăn trụ đứng tam giác. Và đề bài yêu cầu chúng ta đi tính thể tích ha. Đấy. Vậy thì bây giờ đây, thầy tô màu cái này cho các em thấy này. Vậy thì mình sẽ chia làm hai phần. Đây, cái phần mà thầy tô màu này. Cái phần mà thầy tô màu đấy. Đấy. Và các em cắt ngang qua, cắt ngang qua. Coi như là chúng ta không có cái mái ở bên trên kìa, chúng ta không có cái mái mà màu màu đỏ ở bên trên á, thì chúng ta sẽ có được cái phần ở bên dưới đó, chính là cái phần gì? Hình hộp chữ nhật. Còn cái phần mà cắt ngang qua từ cái chỗ cái nét đất này nè. Đấy, cắt lên trên thì đó chính là hình gì? Hình lăn trụ đứng tam giác. Đấy, và bây giờ chúng ta chia ra hai hình như thế để chúng ta tính thể tích. Khi mà chúng ta tính được thể tích của hai hình rồi, chúng ta cộng lại với nhau thì chúng ta sẽ có được thể tích của cả không gian trong cái ngôi nhà này. Rồi, ở đây thì cạnh này là bằng bao nhiêu? Cạnh dưới này là bằng 6 nè. Như vậy thì ngay chỗ cái đường mà nét đất đi qua đây cũng là 6 luôn, đúng không? Đơn vị là mét, 6 mét luôn. Rồi thì bây giờ chúng ta có tính được cái diện tích của cái hình tam giác này không? Được. Đó là chúng ta sẽ lấy gì? 1 phần 2. 1,2 nhân cho gì? Nhân cho 6, tức là chiều cao nhân cho cạnh đáy. Rồi, ở đây thầy đi tính diện tích. Diện tích đáy của gì? Hình lăn trụ. Diện tích đáy của hình lăn trụ tức là cái mái nhà kia thì sẽ là gì? 1 phần 2 nhân cho 1,2 và nhân cho 6. 1 phần 2 đường cao nhân với cạnh đáy tương ứng. Rồi, và sẽ làm bằng bao nhiêu nè? 1,2 nhân cho, đây là 1 phần 2 ha. 1 phần 2 nhân cho 1,2 và nhân cho 6 bằng 3,6. Và đơn vị là mét vuông. Chúng ta có được diện tích là 3,6 mét rồi. Chúng ta có được gì? Cái chiều cao là 15 mét rồi thì chúng ta sẽ tính được cái thể tích của hình lăn trụ đứng tam giác. Thể tích của hình lăn trụ đứng tam giác và thầy mở ngoặc ra để nói cho các em dễ hiểu, đó là cái mái nhà các em. Đấy, cái phần mà mái nhà từ cái phần mà nét đất này trở lên trên ha, cắt ngang qua hết cái căn nhà này. Đấy, cái mái nhà thì sẽ là gì? Thầy cho đó là V1 sẽ chính bằng diện tích đáy là 3,6 nhân cho chiều cao là
15 và kết quả sẽ bằng 3,6 nhân cho 15 bằng 54. Đơn vị là mét khối. Rồi, chúng ta tính được cái thể tích thứ nhất rồi. Bây giờ chúng ta đi tính gì? Thể tích của cái hình hộp chữ nhật. Thể tích hình hộp chữ nhật mở ngoặc ra là cái khung bên dưới ha, bên dưới này. Đấy, để cho các em dễ nhìn dễ hiểu, khung bên dưới cái khung này này các em. Đấy, và các em cắt ngang qua bên kia, cắt ngang qua tới bên kia luôn ha. Đấy, hình hộp chữ nhật. Rồi, thì ở đây thầy cho là V2 của chúng ta. Thì cái thể tích của nó sẽ bằng gì? Diện tích nhân với chiều cao. Diện tích là bao nhiêu? Mình có được là gì? 3,5 nè, nhân 6. Và chiều cao cũng là gì? Từ đây đến đây cũng là 15m. Thì nó cũng tương tự như cái phần mái ở bên trên thôi. Như vậy sẽ là gì? 3,5 nhân cho 6 nhân cho 15. 3,5 nhân 6 và nhân cho 15. 3,5 này nhân 6 nhân cho 15 bằng 315 mét khối. Mét khối. Rồi, chúng ta có được thể tích ở phần bên dưới rồi và có được thể tích ở phần bên trên rồi. Bây giờ chúng ta cộng lại thì sẽ ra được cái thể tích phần không gian được giới hạn bởi ngôi nhà. Thể tích phần không gian được giới hạn bởi ngôi nhà là, chúng ta sẽ lấy V1 cộng với lại V2. V1 của chúng ta là 54. V2 của chúng ta là 315. Và kết quả sẽ bằng 369. Đơn vị là mét khối. Rồi, ok, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong bài số 5, cũng là nội dung cuối cùng trong phần bài tập của chương 3. Về cái hoạt động thực hành và trải nghiệm này thì các em quan sát trên lớp ha. Trong video hôm sau, chúng ta tiếp tục đến với lý thuyết của chương 4 và bài tập của chương 4, góc và đường thẳng song song. Lý thuyết của bài số 1, góc ở vị trí đặc biệt. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.